Xin chào các bạn, mình là Thuận. Mình đến từ cửa hàng Thuận Lan Hàm Tiến Phan Thiết để đáp ứng nhu cầu cho anh em sử dụng máy mài gốc sử dụng lưỡi từ 125 đến 180mm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 3 mẫu máy mài được rất nhiều anh em sử dụng của thương hiệu Magita, có mã lần lượt là M9002B và GA6010 và cuối cùng là GA7020. Bây giờ anh em cùng mình đi vào xem chi tiết từng máy nha anh em. Đầu tiên khi anh em đặt máy về, máy đều đựng trong một hộp giấy như thế này. Nhìn chung mỗi máy đều trang bị cho anh em sách hướng dẫn sử dụng và phiếu bảo hành. Máy được hãng Magita bảo hành 6 tháng cho anh em trên toàn quốc. Về phần phụ kiện, cả ba máy đều trang bị cho anh em một tay cầm phụ, một chụp bảo vệ và một khóa mở lưỡi. Riêng máy GA6010 sẽ tặng kèm cho anh em một lưỡi mài 150mm. Mình sẽ nói về phần cấu tạo chi tiết máy. Đầu tiên anh em sẽ thấy nhìn phần bề ngoài, cả máy đều có màu xanh đặc trưng của Magita. Trên thân máy đều in dòng chữ Magita, đặc biệt ở mã GA6010 và GA7020 được dập nổi với màu trắng nhìn bắt mắt. Đầu máy đều được làm bằng hợp kim chống dỉ sét, với vỏ máy được làm bằng nhựa bền bỉ, chất liệu rắn chắc, chống ăn mòn cho thời gian sử dụng lâu dài. Về phần dây nguồn đều được trang bị dây 2,5m. Ba mã đều sử dụng công tắc ướp, nút khó giữ, khi anh em sử dụng liên tục. Ở mã GA7020 có khác biệt một chút, đó là ở nút công tắc được kết cấu lớn hơn. Cần khó được kết cấu khi anh em bóp công tắc đẩy lên, lúc này khó sẽ được giữ vì máy có tổng khối lượng đâu đó lên đến 5,5kg, nên khi anh em sử dụng hãng thiết kế bộ công tắc để anh em tiện thao tác cũng như an toàn khi anh em sử dụng. Ở phía tay cầm, cả ba máy đều được hãng bọc cao su giúp anh em có độ bám cũng như độ êm ái khi anh em sử dụng. Bây giờ mình sẽ nói về phần công suất lần lượt ở ba mã. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu phần công suất mã M9002. Máy được trang bị công suất 1050W, tốc độ không tải của máy là 11.000 vòng trên phút. Máy trang bị lưỡi 125mm. Anh em cùng mình nghe thử tiếng máy nha anh em. Ở máy Magita đều được trang bị công suất vận hành mạnh mẽ, độ ồn và độ rung thấp giúp hạn chế phát ra tiếng ồn cũng như thao tác hiệu quả và có độ chính xác. Tiếp đến là mã GA6010 được trang bị lưỡi 150mm. Công suất của máy là 1050W, tốc độ không tải của máy là 10.000 vòng trên phút. Bây giờ anh em cùng mình nghe thử tiếng máy nha anh em. Máy hoạt động khá êm. Ở cuối cùng là mã GA7020. Máy trang bị lưỡi lên đến 180mm, trang bị công suất 2200W, tốc độ không tải của máy là 8500 vòng trên phút. Bây giờ anh em cùng mình nghe thử tiếng máy. Wow, thật sự khi khởi động máy, máy chạy rất êm và hầu như không cảm nhận được độ rung của máy nha anh em. Một điểm anh em cần lưu ý, anh em sẽ thấy ở mã GA6010 và 7020, máy được trang bị một chụp cốt. Chụp này dùng để chắn bụi cũng như khi anh em sử dụng máy có sử dụng nước. Chụp này sẽ bảo vệ nước vào vòng bi đầu, tránh bể vòng bi và giảm tuổi thọ của máy. Anh em sẽ thấy ở mã M9002 không có chụp chắn bụi. Nếu em sử dụng máy để cắt nước, lúc này nước sẽ lan vào phần cốt và làm hỏng vòng bi đầu, thì đối anh em sẽ không sử dụng máy không có chụp bảo vệ cốt sử dụng nước vì sẽ
bể vòng bi đầu và giảm tuổi thọ của máy. Vừa rồi mình vừa giới thiệu cho anh em những mẫu máy mài gốc dùng để mài kim loại và cắt đá. Nếu anh em có nhu cầu đặt hàng, hãy liên hệ mình qua số điện thoại 0374549045 hoặc thông tin mình để bên trên. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Nếu anh em thấy hay, hãy cho mình một like, một đăng ký kênh để video vừa ra anh em là người xem được sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.